Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 12 tháng 8 năm 2020. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến rất nhiều những mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú, anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Và phí vận chuyển bên em thì hiện tại em đang sử dụng một cái gói cước vận chuyển mới thì cũng rất là ưu đãi và hợp lý đối với tất cả mọi khách hàng ở mọi vùng miền. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên em đang có ạ. Hôm nay thì hôm nay thì bên em có cập bến rất nhiều những mặt hàng lan đẹp. Trước tiên trước mặt cô chú anh chị đây là cái lô kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Cô chú anh chị thấy là hàng rất là xanh lá và cực kỳ là đẹp luôn, không quá dài và không quá ngắn, rề vừa cũng có và cũng có những cái rề khá là to cô chú anh chị nhé. Hàng xanh lá và rất là đẹp ạ, ít những cái thân già mà không có lá nhé cô chú anh chị nhé. Và cái lô kiều đẹp như vậy này em bán với giá là 300.000 cho 1 kg. Cô chú anh chị lấy thời điểm bây giờ là sang xuân, mình có những cái rề kiều, giò kiều tím miền Trung hay là kiều hồng rất là đẹp để cô chú anh chị ngắm rồi ạ. Còn bên này là dòng lan hỏa hoàng cam. Đây là dòng hỏa hoàng cam của hàng Việt Nam nên là dễ thuần, dễ chăm cô chú anh chị nhé. 1 kg hỏa hoàng cam này em xin phép được bán với giá là 280.000. Dòng hỏa hoàng cam của Lào thì có thể rẻ hơn một chút xíu, nhưng mà dòng hàng Lào về thì thường là cô chú anh chị khi trồng chăm sẽ khó thuần hơn. Còn đây là hàng Việt Nam thì sẽ dễ thuần, dễ chăm cô chú anh chị nhé. Rồi bên này đây là hoàng thảo xoắn này. Lượng hàng về rất là ít thôi cô chú anh chị này, hoàng thảo xoắn. Hoàng thảo xoắn này thì em cũng bán với giá là 300.000 cho 1 kg. Thân thì cũng rất là mập khỏe. Hàng hiện tại những cái mầm tơ, có nhiều mầm tơ đã thắt ngạn ngọn và có những cái mầm tơ thì vẫn còn đang đi ngọn. Và bên này là dòng lan hài táo cô chú anh chị nhé. Hài táo ạ, hài táo thì hoa cũng rất là xinh. Dòng lan hài táo này em xin phép bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Em bán từ 0,3 kg trở lên để cô chú anh chị sưu tầm. Bởi vì với 0,3 kg thì cô chú anh chị thoải mái được khá là nhiều giò hài táo đẹp để sưu tầm rồi. Còn bên này đây là cái lô quế trắng tháng 8, quế lan hương hay là dòng quế trắng tháng 8 cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì hàng đang nụ đấy ạ, đang nụ hoặc là đang hoa rồi. Đây là thời điểm thích hợp để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những cái bông hoa quế thơm nước mũi ạ. Có một số bông hoa đang nở rồi, nói chung là hàng quế này thì cô chú anh chị có thể nhìn thấy là rất là sai nụ luôn. Tuy nhiên thì hiện tại nụ nó dài như vậy nên là gần như chắc là cô chú anh chị lấy về chỉ để làm giống thôi, chứ còn chơi hoa thì là không em nghĩ là rất là ít rồi ạ. Dòng lan được coi là đệ nhất hương. Dòng quế lan hương, quế trắng tháng 8 này thì em cũng sẽ bán xô to nhỏ lẫn lộn với nhau, em sẽ cân đối của chú anh chị nhé. Đây là hàng lá xếp, em bán với giá là 600.000 cho 1 kg. Hàng cây to hay là cây nhỏ thì đều đảm bảo của chú anh chị là có thể cho hoa cho nụ hết rồi trong năm tới. Đó, thì em sẽ bán cân đối với giá là 600.000 cho 1 kg lô xô cho cô chú anh chị này. Rồi tiếp theo bên này đây là dòng quế lá lướt. Quế lá lướt thì hoa của nó cũng không khác gì với cả quế lá xếp đâu. Nay cô chú anh chị cùng ngắm lại một lần nữa dòng quế lan hương hàng lá xếp nhé. Xô to nhỏ, ngắn lớn nhỏ thì em sẽ bán chung hết với giá 600.000 cho 1 kg. Hàng lá xếp thì nó sẽ có cả xếp mà rụt, xếp chung và có cả những cây xếp lưng, tức là không phải cây nào cũng thẳng đều tăm tắp hết đâu cô chú anh chị nhé. Nó cũng sẽ có cây cong, cây thẳng. Thì cô chú anh chị khi em mua, em bán, chọn thì sẽ chọn lô xô cho cô chú anh chị ạ. Còn bên này là dòng lan quế lan hương và đây là dòng quế lướt. Quế lướt hay là quế xếp thì mặt hoa của nó cũng như nhau thôi. Tuy nhiên quế lướt thì lá nó sẽ dài hơn, lá nhỏ và có phần dài hơn. Dòng quế lướt thì em bán với giá là 280.000 cho 1 kg. Dòng quế lá lướt. Và bên này là hoàng nhạn tháng 4. Hoàng nhạn tháng 4 thì hoa cực kỳ là thơm luôn. Hoàng nhạn tháng 4 em bán với giá là 520.000 cho 1 kg. Và bên này là bạch nhạn. Dáng hương bạch nhạn cho cô chú anh chị nào yêu thích cái dòng hoa màu trắng. Bạch nhạn em bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Và bên này là dòng lan quế tím. Hoa thì mùi hương gần như là tam bảo sắc nhưng nó sẽ đậm mùi hương thơm hơn.
với cái sắc tím rất là đẹp. Em bán với giá 140.000 cho 1 kg. Dáng hương đuôi sóc, cô chú anh chị có thể nhìn thấy là những cây sóc vừa vừa tầm và lá xếp V rất là đẹp đúng không ạ? Em bán 130.000 cho 1 kg dáng hương đuôi sóc này. Còn bên này là lô vẩy rồng của vùng Cao Bằng ạ. Vẩy rồng của vùng Cao Bằng. Đấy, em cũng chọn lựa rất là kỹ rồi. Và hàng thì có nhiều giả hành, hàng nhiều lá như vậy cô chú anh chị nhé. Cái dòng vẩy rồng này em bán 120.000 cho 1 kg. Và bên này là dáng hương đuôi trồn ạ. Dòng dáng hương đuôi trồn, hoa sai, bền hoa và hoa rất là đẹp. Với em bán là 200.000 cho 1 kg dáng hương đuôi trồn. Dáng hương đuôi trồn nhá, của chúng chị nhá. Và bên này là dòng dáng hương tam bảo sắc hoa vàng. Hàng này sẽ chuẩn hoa vàng cho cô chú anh chị với một màu sắc vàng đậm gần như hoàng nhạn tháng 8 luôn, mà thậm chí có cây nó còn đậm hơn cả hoàng nhạn nhé. Màu sắc gần giống như là hoàng nhạn hết, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Cái dòng dáng hương tam bảo sắc hoa vàng, hàng này thì xếp chung có, và một số cây thì lẫn nhỏ, một cây số cây xếp vụt thôi, đa số là xếp chung này. Hàng tính đây là tình trạng cây ạ. Và em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Và bên này là hoàng thảo môi tua, hay còn có tên là hoàng long vĩ, với giá 140.000 cho 1 kg. Và bên này là đai châu khai thác trực tiếp ở rừng. Hàng cây nhỏ từ 15 cây trở lên trên 1 kg, xin phép bán với giá 550.000 cho 1 kg ạ. Rồi bên này đây là hoàng thảo nghệ tâm. Hoàng thảo nghệ tâm một bó như vậy này, thoải mái của chú anh chị làm một giò đẹp rồi ạ. Em bó từng bó như vậy nhá, cây nhỏ như vậy thôi nhưng mà khi mà ra hoa thì hoa rất là to luôn ạ. Nghệ tâm 50.000 cho một bó hoàng thảo nghệ tâm này. Cô chú anh chị cùng ngắm lại em một lần nữa cái lô quế lan hương ạ, rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Và bên này là dòng lan hoàng thảo ý ngọc. Ý ngọc thì thời điểm bây giờ đã đi vào, đang chuẩn bị đi vào cái giai đoạn thắt ngọn rồi, dòng hoa cánh trắng tinh luôn, họng điểm một xíu màu tím rất là đẹp. Ý ngọc em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Và bên này là đùi gà vùng Tây Bắc, với dòng hàng có được coi là một vùng miền có mặt hoa đùi gà đẹp nhất trong tất cả các vùng miền. Đùi gà Tây Bắc với giá 190.000 cho 1 kg. Rồi sang bên này đây là em có, hôm nay em cập bến cái lô sơn thủy tiên cô chú anh chị nhá. Giả hành tròn bự, rất là đẹp luôn. Một cái chậu sơn thủy tiên nặng trịch và to, rất là to, đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Đó, một giò sơn thủy tiên rất là đẹp luôn. Cái hàng này em xin phép được bán với giá là 320.000 cho một chậu sơn thủy tiên như vậy cô chú anh chị nhá. Để chăm được một cái giò sơn thủy tiên, cái giả hành nù khỏe và đẹp như thế này thì không hề đơn, cũng không hề đơn giản đâu cô chú anh chị ạ. 300.000, 320.000 cho một chậu sơn thủy tiên rất là đẹp. Và bên này là cái lô đai châu, đai châu lá mít để cô chú anh chị chơi hoa Tết nhá. Những cây đai châu này thì nó rơi vào từ 4 cặp lá trở lên rồi ạ. 4 cặp lá trở lên rồi và cây lá to bự, hàng thuần chậu gỗ rồi. Rất là đẹp. Hàng này thì em nhìn qua thì đa số là thân màu trắng như vậy, thì có thể sẽ sổ ra mặt hoa trắng hoặc là sẽ sổ ra cái màu hồng cánh sen của chú anh chị nhá. Đó, cây nào cây đấy thì đều rất là đẹp, không bỏ lá chân, bản lá to rất là to, với lá dày bản, nói chung là hàng lá mít rất là đẹp luôn. Một chậu châu này thì đến Tết chắc là sẽ có từ 2 cho đến 3 vòi hoa để cô chú anh chị có thể trưng trong những ngày Tết. Đẹp từ thân lá đến hoa đúng không ạ? Em bán một chậu như vậy với giá là 400.000 cho một chậu. 400.000 cho một chậu. Châu rất là đẹp luôn. Không điểm nào để cô chú anh chị chơi được luôn. Hàng này thì em nhập trực tiếp ở bên Thái về, nên là em nghĩ là giá thành cũng rất là cạnh tranh. Đấy, cô chú anh chị yên tâm. Em nghĩ rằng là không, sẽ ít có nơi nào với những cây châu to đẹp như vậy mà giá có thể thấp hơn ạ. Và bên này là dòng dendro. Dòng dendro xiêm hoa, dòng này sẽ cho hoa quanh năm cô chú anh chị này. Một cái chậu thì nó sẽ có nhiều giả hành. Giả hành này thì đang hoa, giả hành này đang hoa thì giả hành kia có thể sẽ đang cho nụ. Nên là nó sẽ cho hoa quanh năm, và một chậu thì từ 3 giả hành trở lên. Em xin phép được bán với giá, giả hành rất là mập khỏe luôn. Với giá em xin phép bán với giá là 80.000 cho một chậu. Cô chú anh chị nào lấy từ 2 chậu,
em sẽ để giá 150.000 cho hai chậu cô chú anh chị nhé. 150.000 cho hai chậu dendro rất là đẹp. Hàng này thì rất là thích hợp để cô chú anh chị có thể treo ở trên ban công hay hoặc là treo ở trước hiên nhà, khoảnh vườn của mình. Nói chung là nó sẽ tạo cho một cái không gian rất là đẹp. Bởi vì những cây này thì nó sẽ cho mình cái hoa quanh năm với những bông hoa rất là xinh như vậy. Và bên này thì hôm nay em vừa cập bến cái lô thiên nga, dòng thiên nga. Đây là hàng chuẩn thiên nga của chú anh chị nhé, chứ không phải là dòng thiên nga cát tôm. Hàng này đã dưới dòng thiên nga thì cô chú anh chị biết rằng là có thiên nga cát tôm thì rất là giống với thiên nga. Nhưng mà màu của nó thì chỉ là hoa màu đốm nâu nâu, chứ không phân biệt được cái màu sắc và cái độ bền của hoa thì sẽ ngắn và không có hương thơm. Nhưng dòng này thì thân nhìn giống nhưng mà nó sẽ chuẩn mặt hoa và hoa bền từ 15 ngày trở lên và có hương thơm với cánh hoa bóng rất là tuyệt vời. Trước tiên là dòng thiên nga, đây là thiên nga đen của chú anh chị nhé. Một dòng hàng thiên nga tượng trưng cho vẻ đẹp huyền bí ạ. Em bán một chậu thiên nga như vậy, hàng hiện tại là chuẩn bị vào mùa nụ nhé, chuẩn bị là có nụ rồi. Một chậu thiên nga đen như thế này thì em xin phép được bán với giá là 280.000 cho một chậu thiên nga đen. Dòng thiên nga đen này thì cô chú anh chị nếu như mua chuẩn màu thì em dám khẳng định là không có nơi nào bán dưới 300 luôn đấy ạ. Còn bên này là dòng thiên nga chuẩn màu đỏ cho cô chú anh chị nhé. Dòng thiên nga chuẩn màu đỏ thì hàng hiện tại là đang nụ đấy ạ. Thiên nga đỏ thì hàng đang nụ nhé. Và cứ dòng thiên nga này khi mà bắt đầu là cho nụ, cho hoa thì lá của nó sẽ bắt đầu là nó sẽ có hiện tượng là vàng và rụng lá đi nhé. Vàng và rụng lá đi. Đến khi mà nó nở hoa xong là tất cả những cái lá này nó sẽ rụng hết. Và sau đó thì nó sẽ mọc cây con mới ạ. Nên là cô chú anh chị nhìn thấy là thiên nga xanh thì nó rất là xanh lá bởi vì chưa cho nụ. Nhưng mà thiên nga đỏ thì hàng đang nụ và đồng thời thì lá nó khá là vàng và chuẩn bị đi vào cái giai đoạn rụng lá. Nên cô chú anh chị đừng lo rằng là cây sẽ bị hỏng đấy ạ. Nụ thì rất là khỏe luôn. Đấy. Và với dòng thiên nga đỏ này em bán 260.000 cho một chậu thiên nga đỏ. Thiên nga đen thì 208 và thiên nga đỏ 206 của chú anh chị nhé. Rồi bên này đây là em có dòng trầm trắng hay một số shop người ta còn gọi là trầm bạch tiết, bạch tuyết ạ, với cái màu sắc trắng nuột luôn của chú anh chị nhé, màu sắc trắng nuột luôn ạ, trắng tinh luôn. Một chậu thì có thể từ 3 thân trở lên, nó sẽ có thân ngắn thân dài. Đây ví dụ như chậu này cũng có 3 thân nhưng có một thân rất là dài đẹp, có 2 thân ngắn hơn. Và một chậu trầm trắng như vậy, một chậu trầm trắng như vậy em xin phép được bán với giá là 180.000 cho một chậu. Hàng này thì chắc là sang xuân là cô chú anh chị sẽ được ngắm hoa cô chú anh chị nhé. Dòng trầm trắng ạ, 180.000 cho một chậu trầm trắng. Và bên này đây, sang bên này đây là hôm nay em có dòng giả hạc hồng ngọc ạ. Giả hạc hồng ngọc thì nói đến cái màu hoa của nó thì rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Em nói đến cái sắc hoa thì để mà nói thì rất là khó diễn tả. Nhưng cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái màu sắc hoa của cái dòng giả hạc hồng ngọc này. Màu hồng ngọc rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Giả hạc hồng ngọc với bông hoa to và màu sắc rất là quyến rũ. Một chậu giả hạc hồng ngọc như vậy thì nó sẽ có từ 2 thân trở lên, mập khỏe như thế này. Và sang xuân là hàng ươm ti chuẩn giống của chú anh chị nhé. Sang xuân là cũng sẽ cho hoa. Một chậu giả hạc hồng ngọc hai thân dài từ trên 20cm trở lên đấy, hoặc là trên có một thân dài và hai thân ngắn. Thì một chậu giả hạc hồng ngọc như vậy em cũng bán với giá là 180.000 cho một chậu giả hạc hồng ngọc. Và sang bên này là dòng giả hạc Di Linh Xuân. Giả hạc Di Linh Xuân thì một chậu nó sẽ có một thân dài từ 15cm trở lên, với giá em bán 80.000 cho một chậu. Và nụ tam bố, một chậu có thể có 3 thân đó, hoặc là có 2 thân. Thì một chậu nù tam bố hoặc là một thân thì rất là mập luôn. Như thế này. Thì một chậu nù tam bố như vậy em bán với giá là 110.000 cho một chậu. Dòng hàng có thân đẹp và mặt hoa cũng rất là đẹp ạ. Rồi bên này đây là dòng giả hạc ta ly lưỡi đỏ lưỡi bệt. Giả hạc ta ly lưỡi đỏ lưỡi bệt, một chậu như vậy thì sẽ có một hoặc là 2 thân, với giá em bán là 100.000 cho một chậu ta ly lưỡi đỏ lưỡi bệt nhé. Và bên này thì em còn có mấy cái chậu gì đây nhỉ? Thạch hộc tía. Hàng này thì nói chung là những cái hàng đẹp thì em đã chọn đi hết cho khách rồi. Còn mấy cái chậu này nó kém hơn một xíu. Thì bình thường em bán 100.000 cho một chậu ạ. Thì hàng hôm nay em sẽ để với giá cho cô chú anh chị là 70.000 cho một chậu nhé.
70.000 cho một chậu hàng này. Cô chú anh chị nhìn tình trạng cây thì nó sẽ không đẹp bằng chậu 100.000 đâu ạ. 70.000 thôi. Và bên này là dòng gian giả hạc Pháp này. Giả hạc Pháp đây cô chú anh chị. Giả hạc Pháp thì một chậu sẽ có từ 2-3 thân trở lên. 2-3 thân trở lên, và hàng này thì chắc là sang xuân cô chú anh chị cũng sẽ được ngắm hoa thôi ạ. Và một chậu giả hạc Pháp như vậy thì em xin phép được bán với giá là 100.000 cho một chậu giả hạc Pháp nhé. 100.000 cho một chậu giả hạc Pháp này. Và cũng là hàng ươm ki từ những cây mẹ rất là mập khỏe luôn ạ. Đó. Rồi sang bên này đây. Sang bên này đây. Hồng Anh. Rồi tiếp theo sang bên này sẽ là những cái giò lan thuần chơi hoa Tết này. Thêm những phần dáng hương đuôi cáo, hàng thuần và hàng rời với lá xếp rất là đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị. Thêm những phần phi điệp tím, hàng ám ám văn giang cho chú anh chị nhé. Em và cả hàng cao bằng nữa. Và em đã chia ra theo từng hình thì em xin phép được giới thiệu những hình đầu tiên, từ những hình đầu tiên đến cô chú anh chị. Trước tiên là dòng giả hạc hoa hồng đỏ. Giả hạc hoa hồng đỏ này cũng là một cái dòng hàng mới, mặt hoa rất là đẹp xuất sắc. Đây là mặt hoa của nó cô chú anh chị nhé. Bên ngoài thì nó còn đẹp rực rỡ hơn rất là nhiều. Với thân nhỏ thôi nhưng mà cái hoa của nó sai và rất là to luôn. Đó. Thì cái dòng giả hạc hoa hồng này thì năm ngoái em bán thì một chậu khoảng tầm mười mấy thân thì giá nó cũng 700-800 nghìn rồi ạ. Thì hiện tại với những cái giò nhẹ nhàng giá cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình. Hình số 1 với giá 180.000 thôi cô chú anh chị này. 180.000 cô chú anh chị được chơi hoa xuân hoa Tết nhé. Hình số 2 với giá 180.000 ạ. Và hình số 3 với giá 200.000. 200.000. Và hình số 4 giả hạc hoa hồng số 4 rất là đẹp luôn, quá đẹp luôn cô chú anh chị này. Giò này với giá 240.000. Và tiếp theo là hình số 5 với giá 180.000 đây cô chú anh chị này. 180.000. Và hình số 6. 6 đây ạ. Hình số 6 này em bán với giá cũng 180.000. Số tiền nhỏ của chú anh chị có thể sưu tầm cho mình một cái mặt đông rất là đẹp. Hình tiếp theo là hình số 7 với giá 160.000. Hình số 7 với giá là 180.000. Và hình số 8 với giá em bán là 200.000. Và hình số 9 200.000. Và hình số 10 ạ. Hình số 10 em bán với giá là 180.000. Hình số 10 180.000 nhá. Rồi sang bên này đây là những cái giò trầm rồng đỏ. Dòng trầm rồng đỏ thì hoa sẽ nở vào thời điểm Tết ạ. Với những giò trầm rồng đỏ như vậy thì cô chú anh chị khi mà sổ hoa với màu sắc đỏ trong những ngày Tết có thể tạo cái cảm giác may mắn và ấm cúng cho cả một năm mới. Ngoài ra với cái mùi hương rất là tuyệt vời của nó thì sẽ làm cho cái không gian, một cái không gian rất là tuyệt vời cho những ngày Tết đến xuân về. Em có giò trầm rồng đỏ số 11 ạ. Số 11 này với chậu trầm rồng đỏ 3 thân. Hàng này không chỉ chơi hoa mà chơi thân lá cũng rất là đẹp luôn. Giò trầm rồng đỏ 3 thân hình số 11 với giá em bán là 640.000 cô chú anh chị nhé. 640.000 cho giò trầm rồng đỏ số 11 3 thân. Ơi. Giò trầm rồng đỏ số 12 cô chú anh chị có thể nhìn cho em. Với cái thân cực khủng luôn, nù, rất là nù luôn ạ. Chưa thắt ngọn mà đã rất là nù rồi. Giò này có tất cả là 3 thân cô chú anh chị nhé. 3 thân rất là đẹp luôn. Giò số 12 này xin phép bán với giá 660.000 cho giò số 12. Chiều dài của nó từ trên 50cm hết rồi. Có 3 thân dài trên 50cm hết rồi. Đấy ạ. Cái cô chú anh chị nhìn cái thân này này. Cái ngón tay của em không là cái gì luôn. Đấy, rất là to luôn nhé. Hình tiếp theo là hình số 13. Hình số 13, một giò trầm rồng đỏ cũng 3 thân. Dạ, một giò trầm rồng đỏ này cũng có 3 thân. Đây cô chú anh chị này. 2 thân dài và 1 thân ngắn ở dưới nhá. Và giò này em xin phép bán với giá chỉ bao nhiêu nhỉ? 500.000 thôi ạ. 500.000 thôi cho giò trầm rồng rất là đẹp này. Ôi trời ơi. Chán quá đi. Rồi hình tiếp theo là hình số 14 ạ. Hình số 14 giò trầm rồng này có 2 thân. 2 thân rất là to khỏe luôn cô chú anh chị này.
với hai thân rất là to đẹp như vậy em bán với giá là 480.000. 480.000 cho giò này. Giò tiếp theo là giò số 15. Giò số 15. Đi giò số 15 ạ. 15 với giá 620.000, giò này có 3 thân nhé. 3 thân cực khủng luôn cô chú anh chị này. 3 thân rất là khủng này với giá 620.000. Và hình tiếp theo là hình số 16. Hình số 16 đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Trời ơi, hàng đang đi ngọn rất là to và đẹp luôn. Chịu hết cả như thế này cô chú anh chị này. Rất là khủng luôn cô chú anh chị nhá. Một giò trầm rồng có 3 thân rất là to và đẹp như vậy, em bán với giá 650.000. 650.000 cho giò trầm rồng số 60 số 16. Dựa vào với nhau. Biết rồi, cứ làm đi. Giò trầm rồng số 17 620.000 đây, cũng là 3 thân cô chú anh chị nhá. 3 thân ạ. Và bình thường cô chú anh chị có thể tìm hiểu nhiều nơi người ta bán mỗi một thân trầm rồng đỏ như vậy không rơi dưới 300.000 đâu ạ. Giò này 3 thân như vậy với giá 620.000 quá là rẻ luôn nhé quý chị. Tiếp theo sang bên này là hạc vĩ thiên cung lữ bố. Hạc vĩ thiên cung lữ bố thì em cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái mặt hoa của thiên cung lữ bố. Dòng thiên cung lữ bố này thì chỉ có hàng ươm ki thôi, hàng ươm ki thôi cô chú anh chị nhé, chứ không có hàng nhân giống đâu ạ. Đây ạ, cái mặt hoa của thiên cung lữ bố nhé, nó đậm đà như đẹp như vậy đấy ạ. Hoa thân cũng không lớn nhưng mà hoa to và rất là đậm màu đẹp. Và em có giò thiên cung lữ bố. Thiên cung lữ bố đây. Thiên cung lữ bố hình số 18 với giá 240.000. Và thiên cung số 19 200.000. Thiên cung 20 220.000. Thiên cung 21 với giá là 200.000. Và thiên cung 22 rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Thiên cung 22 rất là đẹp đấy ạ. Thiên cung 22 này em bán 240.000. Rồi tiếp theo sang bên này là dòng giả hạc châu Như, một cái dòng hàng cũng đã rất là nổi tiếng rồi. Rất là nổi tiếng bấy lâu nay rồi. Với mặt hoa lưỡi bệt rất là đẹp. Lưỡi bệt và cánh hồng rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Và bên cái trên cái lưỡi của nó kìa, khi mà sổ hoa thì sẽ có một cái lớp lông rất là dày, nắng chiếu vào thì tạo nên cái vẻ lóng lánh rất là đẹp, giống như cái tên châu Như của nó, với cái sắc hoa rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Em có hình số 32 ạ. 32 với hai thân châu Như này. Hai thân khá lớn. Cái một thân có thể dài đến 80 cm rồi, một thân khoảng tầm 45-50 cm, thêm một thân ngắn nhỏ bên dưới nữa. Mấy giò này em bán với giá là 360.000 cho giò này. Hàng này cũng vậy, chơi từ thân lá đến đã đẹp rồi. Và giò châu Như này cô chú anh chị nhìn này, siêu nù luôn. Đó, rất là to như vậy. Và thân có những cái vạch trắng trên thân rất là đẹp, nổi rõ rất là đẹp luôn. Đó, dòng châu Như này với 3 thân mập nù luôn. Em bán giò này rất là giá trị luôn, 360.000 cô chú anh chị nhé. Tiếp theo hình số 25. Hình số 25 cũng là một giò châu Như có 3 thân. Đó, 3 thân rất là đẹp luôn. Giò này em cũng bán với giá là 380.000. Và hình số 26, châu Như 26 ạ, với giá 320.000, có 2 thân nù. Và châu Như số 27, hàng này sẽ chơi hoa xuân hoặc Tết ạ, 360.000 cho hình 27. Và hình số 28, châu Như 28, 360.000. Và châu Như 29, châu Như 29 đây có tất cả là 4 thân của chú anh chị nhé. Một thân dài, thêm 3 thân ngắn và một số hai cái thân nhỏ bên dưới nữa. Châu rất là nhiều thân luôn. Giò này 400.000. Và hình số tiếp theo, châu Như số 30. Châu Như số 30 đây có tổng tất cả là một thân dài, 3 thân ngắn hơn, thành 4 thân. Giò này với giá là 350.000. Và tiếp theo hình số 31, châu Như 31 đây cũng là 3 thân, 2 thân dài, mỗi thân dài khoảng tầm 55-60 cm hết rồi. Đấy, một thân khoảng tầm 80 cm luôn cô chú anh chị này. Và một thân ngắn hơn ạ. Giò này em bán 400.000 cho giò số 31. Và giò số 32. Giò số 32 này thì em cũng có 3 thân nhé, 2 thân dài, 1 thân ngắn. Giò này em bán với giá là 350.000. Và giò châu Như số 33. Châu Như số 33 đây là 3 thân chuẩn, dài trên 50 cm hết. Và châu Như 33 này với giá 450.000 cho một chậu châu Như này. Và tiếp theo sang bên này là dòng phi điệp tím hàng gieo hạt. Phi điệp tím hàng gieo hạt này thì đã sổ hoa tại vườn nhà em.
Thì nói chung là ai đã được ngắm thì không thể nào mà không trầm trồ khen, với cái sắc tím rất là đậm đà, bông hoa to và da rất là đều hoa của chú anh chị này. Và em có một số hình như sau, những hàng này của chú anh chị có thể chơi hoa xuân luôn nhé. Em có hình số 34 với giá 180.000 ạ. Và hình số 35 160.000 cho một dề như vậy. Và hình số 36 cũng là một dề, hai dề luôn cô chú anh chị nhé. Chỉ 140.000 thôi cô chú anh chị, nhanh tay sưu tầm cho mình mặt bông đẹp đấy ạ. Và tiếp theo hình số 37 160.000 và hình số 38 200.000. Hình số 39 150.000, hình 39 150.000 đây. Và hình số 40 180.000 nhá. Hình 41 là một cái nhánh điệp của vùng Cao Bằng với giá em bán 160.000. Và hình số 42 cũng là một giò điệp, một giò điệp của vùng Cao Bằng với số thân là 3 thân đang đi ngọn khỏe đẹp như vậy với giá 400.000. Và hình tiếp theo, hình số 43, một giò thân lá rất là đẹp luôn, hàng của vùng Cao Bằng ạ. Đang đi ngọn và thân lá phải nói cực xuất sắc, lá gân dày, lá nhựa gân dày rất là đẹp nhá của chú anh chị nhá. Đấy, giò này ạ. Giò này em có tất cả là 2 4 5 thân dài, 6 kiến nhỏ. Và rất là sum suê đẹp. Giò này em xin phép bán với giá 1.500.000. Nói chung là hàng này thì chơi thân lá thôi đã rất là mê rồi ạ, còn chưa biết cái mặt hoa của nó như thế nào. Và thân thì cực kỳ là khỏe và lực luôn. Rất là đẹp nhá cô chú anh chị. Tiếp theo là hình số 44 với hai thân rất là nù, một chậu điệp với hai thân rất là nù như vậy với giá 380.000 thôi. Và hình số 45. Chậu điệp có 5 thân ngắn dài với giá 680.000. Hình tiếp theo, hình số 46, giò điệp này với 4 thân nù, lá xếp, lá nhựa. Và đang đi ngọn rất là đẹp luôn. Giò này em bán 1.2.000 của chúng chị nhé. 1.2.000 cho cái giò điệp này. Và tiếp theo là hình số 47, một giò cáo thuần với 3 ngọn rất là to và đẹp luôn. 250.000 ạ. Và sang bên này sẽ là những phần cáo rời này. Phần cáo rời hình số 48. Cáo rời 48 có tất cả là 15 cây. 15 cây cáo này với giá 160.000. Và hình số 49, cô chú anh chị cùng ngắm cho em ạ. Một phần cáo xếp rất là đẹp luôn. Hình số 49 với giá là 180.000. 180.000 cô chú anh chị nhé. Cây này thì, đây cái khóm này thì nó có một cái ngọn này hơi lỗi ở đây ạ. Đó, đây là toàn bộ cái hình cáo này như vậy. Em bán 180.000 cho hình số 49. Hình số 50 cũng là một phần cáo xếp rất là đẹp, có tổng tất cả là 15 cây với giá 180.000 cho hình này. Và hình số 51, một phần cũng là cáo lá xếp đẹp, 170.000 cho hình này với giá số cây là 9 cây. Và hình số 52, 170.000. 170.000 tất cả là 5 cây cô chú anh chị nhé. 5 cây khá là to đều. Và hình tiếp theo, hình số 53. Hình số 53 có 5 cây cũng rất là to ạ. 5 cây to đẹp như vậy với giá 180.000. Và hình số 54. 54 đây cô chú anh chị này, hình phần cáo 54 lá xếp và tươi roi rói đẹp như thế này, 7 cây với giá 180.000. Và hình tiếp theo, hình số 55. Hình số 55 này với số cây là 8 cây ạ. 8 cây ở hình 55 này đây. 8 cây ở hình này với giá 160.000, có cả cây xếp V nữa cô chú anh chị này. Đây ạ. Hình này 160.000 cho quá rẻ luôn. Hình tiếp theo là hình số 56. Hình số 56 này có bao nhiêu cây nhỉ? 4 cây to bự nhá cô chú anh chị nhá. 4 cây to bự cô chú anh chị có thể nhìn thấy là sum suê như vậy với giá 180.000. Hình số 57. Hình số 57 180.000 ạ. 57 180.000 có tổng tất cả 10 cây. Và hình số 58. Hình số 58 này một phần cáo lá căng mướt luôn. Lá xếp hàng cáo cây căng mướt như vậy, 7 cây với giá 180.000. Hình số 59, 16 cây. 16 cây 180.000. Và tiếp theo, hình số 60. 9 cây cáo. 9 cây cáo to đẹp ở hình này. Đấy, 9 cây cáo ở hình này với giá 170.000. Và hình tiếp theo, hình số 61 ạ. 61 này có đến 15 cây cáo và cô chú anh chị nhìn thấy là bản lá ngắn này, lá xếp này, rất là đẹp. Hình này 180.000 nhá. Và hình tiếp theo, hình 62. 62 phần cáo lá căng mướt luôn, 10 cây cáo hình này với giá 180.000. Và hình tiếp theo, hình 63. Hình 63 em có nguyên một cái dề này có 2 cây, thêm một cây dời này xếp rụt luôn cô chú anh chị này.
mà mẹ xếp rụt luôn ạ, bản lá rất là to nhá. Mà rất là tiếc cái cây này thì ở trên rừng dân người ta lấy về nó bị thương một cây này một xíu. Bốn cây cáo to đẹp luôn, một phần cáo này cô chú anh chị về ghép được một giò quá đẹp nhá. Hàng toàn là cây hàng lá xếp hàng cáo cây thôi. To đẹp hình này em bán 180.000 cho hình 63. Và sang hình 64 này sẽ là một cái cây dòng ám cổ Văn Giang, một cái dòng lan đã đẹp nổi rất là nổi tiếng bấy lâu nay rồi. Cho cô chú anh chị sưu tầm cho mình một cái mặt hoa nổi tiếng là đẹp của vùng Văn Giang, ám cổ Văn Giang của chú anh chị nhé. Cây lan rất là cổ rồi, rất là nổi tiếng bấy lâu nay được nhân giống ạ. Hình 64 với giá 250.000 với hai kiến này đã ra rễ hết rồi cô chú anh chị nhé. Và hình 65 250.000 cũng là 250.000 với hai kiến, hai ki đang rất là đi ngọn khỏe. Và tiếp theo hình 66 cũng 250.000, 250.000 cho hình 66. Và em cũng nói thêm cái hàng này thì nó là hàng ươm ki chuẩn mặt hoa này, và cái giá thể của nó thì sạch sẽ và rất là xốp và thoáng nước. Chính vì vậy mà khi mà em đóng gửi cho cô chú anh chị thì có thể qua quá trình vận chuyển thì nó bị lung lay và sóc, thì có thể cây ki này có thể bung ra khỏi cái chậu giá thể của nó, thì cô chú anh chị có thể giữ nguyên như vậy và cố định nó lại là được, không sao cô chú anh chị nhé. Bởi vì cái giá thể của nó rất là lỏng như vậy này cô chú anh chị này, lỏng lẻo như vậy, xốp như vậy thì rất là giữ, khó giữ để mà cái rễ của nó không bung ra khỏi giá thể khi mà đóng gói vận chuyển ạ. Nên là cô chú anh chị khi mà lấy hàng thì cũng lưu ý giúp em đó. Mỗi có 3 chậu, mỗi một chậu em đều bán với giá 250.000 như nhau. Cô chú anh chị sưu cho mình, tầm cho mình mặt hoa đẹp nhé. Và bên này thì em có một cái combo. Một cái combo đây là một phần ngọc thạch này, kèm với mấy nhánh phi điệp vàng và một cái nhánh phi điệp vàng rất là nụ bự luôn. Đang nụ này cô chú anh chị này, một ngọn thôi, đang nụ chi chít luôn đấy ạ. Và thêm một phần cẩm báo này cũng đủ cô chú anh chị ghép một giò nhá. Toàn bộ cái combo này em xin phép bán với giá là 120.000, 120.000 cho combo 3 loại lan đẹp này nhá. Và bên này, rồi tiếp theo sang bên này sẽ là một số những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan. Chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan thì bên em có siêu da rễ N3M, giá 30.000 cho một lọ. Cáp tan đặc trị thối nhũng của Thái, tác dụng ngay sau một lần sử dụng với giá 35.000 cho một lọ. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp. Và keo liền da Mỹ Tiến thì 40.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ. Và Atonic 10.000 cho một gói. Duy đỏ 60.000 cho một ống. Duy xanh 70.000 cho một ống. Cái thuốc trị rệp và các loại sâu gây hại 20.000 cho một gói. Cái dòng bản sen một gói cao bình như vậy là 20.000 cho một gói. Rồi là B1 Thái với giá là 4.000 cho một lọ nhé. 3 loại phân bón lá NPK dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây, đồng giá 30.000 cho một lọ. Và 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây cũng đồng giá 30.000 cho một lọ. Và Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm hữu hiệu một gói với khối lượng 100g 20.000 cho một gói. Và Chicho Đề Ma một cái hộp như vậy với khối lượng là to hơn nhé, 1kg. 1kg em bán với giá là 40.000, 130.000 cho một lọ thôi. Và cái bẫy rồi vàng 10.000 cho một miếng như vậy. Và cái dao, cái dây buộc lan một cuộn dài 100m có lưỡi cắt kèm, dao cắt kèm theo tiện dụng ạ. Em bán với giá là 35.000 cho một lọ. Và em vẫn có tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng nhé, 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt. Một lọ với thể tích 10ml em bán với giá là 40.000 cho một lọ. Và cái dòng này thì có tác dụng diệt khuẩn, làm sạch không khí. Ngoài ra thì tạo cái mùi hương an thần và có rất là nhiều cái tác dụng dược liệu. Ví dụ như là nó có thể giúp cô chú anh chị giảm đau rất là tốt. Đây là mình có thể sử dụng để xoa bóp trong trường hợp như là bị đau đầu, đau cơ với dạng treo, dạng lăn cô chú anh chị nhé. Và hàng này thì nguyên liệu từ địa phương và không qua trung gian, nên cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm về cái giá thành cũng như là chất lượng của cái sản phẩm này. Và ngoài ra thì em còn có thêm rêu rừng này 50.000 cho 1kg, dớn đĩa 20.000 cho một cái, và
chậu nhựa móc treo và vỏ thông với lại phân dê. Vỏ thông với phân dê thì em bán đồng giá 20.000 trong 1 kg. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những mặt hàng hôm nay mà bên cơ sở Lan Rừng nhà em đang có. Và cả